Dạ. Hôm nay Hào Cao TV xin thông báo cho anh em được biết. Đây là cái nhà dơi của Hào Cao TV mà thời gian qua đã làm được cái nhà dơi. Rồi mà đây là cái nhà dơi này á là nó đạt hiệu quả. Thì cũng nhờ là cái máy túc của anh Thuận, của chú Thuận, cho nên là dơi giờ là quá đông. Thì tôi cũng báo cáo cho anh em mừng. Anh em nào có làm nhà dơi thì xin mua cái máy túc dơi của anh Thuận, ở chú Thuận. Vì chú Thuận chắc không có lớn tuổi hơn tôi. Thì hôm nay tôi cũng để quay cái clip này để đăng lên cho cô chú anh chị cùng tham khảo. Tại vì tôi thì hồi nào giờ cũng chưa có chân gáo, chưa có làm. Nhưng mà đây là mới làm được cái nhà dơi mà nó đạt cái hiệu quả. Và tôi mua cái máy túc dơi của chú Thuận, cho nên cái máy túc dơi đó nó quá hay. Nó không có bao nhiêu tiền mà nó rất là hay luôn. Đó. Đây là đoàn dơi nó đã về đó cô chú anh chị. Đây là tôi mua cái máy thì máy của chú Thuận đó. Anh em cô chú nào có làm thì cứ mua thẳng của chú Thuận. Trên cái Zalo của chú cũng vẫn có là tên là Thuận Máy Dơi. Thì nói chung hồi trước tôi cũng mới làm thì tôi cũng mua cái máy dơi của chú Thuận đó. Bây giờ thì thấy đạt hiệu quả rồi. Nên hôm nay tôi quay cái clip này để tăng lên cho cô chú anh chị cùng tham khảo. Bằng cái sự thật, tôi nói bằng sự thật. Đây là tôi nhờ cái máy dơi của chú Thuận mà hằng nay được hoàn thành. Được tròn cái ước nguyện. Thôi clip đến đây tôi xin tạm dừng nha cô chú anh chị. Đây là nói chung là hồi trước tôi cũng có cái mua cái máy dơi của chú Thuận đó. Thì nó đạt cái nhu cầu rồi. Thì tôi cũng quay lên đây để cho cô chú anh chị cùng tham khảo coi mình có làm thì cứ mua cái máy dơi, máy túc dơi á của chú Thuận. Đây nó ỉa nè. Nó mới về nè. Đây là phân. Phân đó của chú anh chị. Đó. Thôi đến đây tôi xin tạm dừng nghe cô chú anh chị.